Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm Phó Thủ tướng với ông Lê Thành Long. Chiều ngày 6 tháng 6, Quốc hội thông qua nghị quyết bổ nhiệm Phó Thủ tướng nhiệm kỳ 2021-2026 với ông Lê Thành Long, Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Với đa số phiếu tán thành, Quốc hội đã thông qua nghị quyết phê chuẩn bổ nhiệm ông Lê Thành Long, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, làm Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026. Theo Hiến pháp 2013, Thủ tướng có nhiệm vụ và quyền hạn chính quốc hội phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm phó thủ tướng, bộ trưởng và thành viên khác của chính phủ. Quốc hội có thẩm quyền phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm phó thủ tướng, bộ trưởng và các thành viên khác của chính phủ. Ông Lê Thành Long, sinh năm 1963, quê quán ở xã Quảng Thọ, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa, nay là phường Quảng Thọ, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa, chuyên môn nghiệp vụ tiến sĩ luật. Từ năm 1987 đến năm 2011, ông Lê Thành Long trải qua nhiều vị trí công tác tại Bộ Tư pháp. Ông Long có thời gian đi học thạc sĩ luật tại Trường Đại học Tổng hợp Calgary, Canada từ năm 1993 đến năm 1995 và học tiến sĩ luật tại Trường Đại học Tổng hợp Nagoya, Nhật Bản từ năm 1999 đến năm 2003. Tháng 10 năm 2011 đến tháng 3 năm 2024, ông Long làm Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Ủy viên Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp. Từ tháng 3 năm 2014 đến tháng 10 năm 2015, ông Lê Thành Long làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh. Tháng 10 năm 2015 đến tháng 4 năm 2016 là Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Từ tháng 1 năm 2016, ông là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12, nhiệm kỳ 2016-2021. Từ tháng 4 năm 2016 đến nay, ông Lê Thành Long làm Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, ông được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Thượng tướng Lương Tam Quang giữ chức Bộ trưởng Bộ Công an. Ngày 6 tháng 6, Quốc hội thực hiện quy trình phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an là nhân sự được Thủ tướng trình Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ Công an nhiệm kỳ 2021-2026. Việc phê chuẩn bổ nhiệm chức danh này được các đại biểu Quốc hội tiến hành bằng hình thức bỏ phiếu kín. Sau khi hoàn thành các bước theo quy định, Quốc hội thảo luận và biểu quyết thông qua nghị quyết phê chuẩn bổ nhiệm Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, giữ chức Bộ trưởng Bộ Công an, nhiệm kỳ 2021-2026 kết quả biểu quyết nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Công an nhiệm kỳ 2021-2026 có 468 trên 469 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, bằng 96,10% tổng số đại biểu Quốc hội, có một đại biểu không tán thành, bằng 0,21% tổng số đại biểu Quốc hội. Trước đó, ngày 22 tháng 5, Quốc hội đã bầu Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, giữ chức Chủ tịch nước và thông qua nghị quyết phê miễn nhiệm chức Bộ trưởng Bộ Công an với ông Tô Lâm. Cùng ngày, Thủ tướng đã giao Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an, điều hành hoạt động của Bộ Công an cho đến khi cấp có thẩm quyền kiện toàn chức danh Bộ trưởng Bộ Công an theo quy định. Ngày 3 tháng 6, Văn phòng Trung ương Đảng công bố quyết định của Bộ Chính trị điều động, phân công Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an giữ chức Tránh Văn phòng Trung ương Đảng. Như vậy, Bộ Công an hiện có 5 lãnh đạo gồm Bộ trưởng Lương Tam Quang và 4 Thứ trưởng: Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Trung tướng Lê Quốc Hùng, Trung tướng Lê Văn Tuyến, Trung tướng Nguyễn Văn Long. Tiểu sử Thượng tướng Lương Tam Quang, Tân Bộ trưởng Bộ Công an. Ngày 6 tháng 6 Quốc hội thực hiện quy trình phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ Công an nhiệm kỳ 2021-2026. Thượng tướng Lương Tam Quang sinh ngày 17 tháng 4 năm 1965 tại xã Hiệp Cường, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên. Quá trình công tác của Thượng tướng Lương Tam Quang từ tháng 11 năm 1983 đến tháng 8 năm 1985, học viên trường An ninh 4. Tháng 9 năm 1985 đến tháng 10 năm 1989, cán bộ cục Trinh sát ngoại tuyến, Bộ Nội vụ, nay là Bộ Công an. Tháng 11 năm 1989 đến tháng 8 năm 1994, học viên Đại học An ninh nhân dân, nay là Học viện An ninh nhân dân. Tháng 9 năm 1994 đến tháng 4 năm 1996, cán bộ cục trinh sát ngoại tuyến, tổng cục an ninh, bộ nội vụ, nay là bộ công an. Tháng 5 năm 1996 đến tháng 9 năm 2006, cán bộ cục an ninh kinh tế, tổng cục an ninh, bộ công an. Tháng 10 năm 2006 đến tháng 3 năm 2009, phó trưởng phòng cục an ninh kinh tế, tổng cục an ninh, bộ công an. Trưởng phòng, thư ký lãnh đạo bộ công an. Tháng 3 năm 2009 đến tháng 12 năm 2009, Phó cục trưởng Thư ký lãnh đạo Bộ Công an. Tháng 12 năm 2009 đến tháng 7 năm 2010, Phó cục trưởng Cục An ninh kinh tế tổng hợp, Tổng cục An ninh 2, Bộ Công an. Tháng 8 năm 2010 đến tháng 9 năm 2017, Cục trưởng, Phó Tránh Văn phòng Bộ Công an. Tháng 11 năm 2014 được thăng quân hàm Thiếu tướng tháng 9 năm 2017 đến tháng 8 năm 2019, Tránh Văn phòng Bộ Công an, tháng 1 năm 2019 được thăng quân hàm trung tướng. Tháng 8 năm 2019, Thứ trưởng Bộ Công an được bổ nhiệm thủ trưởng cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an, tháng 5 năm 2020, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, tháng 1 năm 2020. Từ tháng 1 năm 2021 đến nay, ủy viên ban chấp hành trung ương Đảng khóa 13, tháng 1 năm 2022 được thăng quân hàm thượng tướng. Ngày 6 tháng 6 năm 2024, Quốc hội thông qua nghị quyết phê chuẩn bổ nhiệm thượng tướng Lương Tam Quang giữ chức Bộ trưởng Bộ Công an nhiệm kỳ 2021-2026. Nhân dịp chủ tịch nước Tô Lâm được Quốc hội khóa 15 bầu giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Lãnh đạo các nước Nhật Bản, Pháp, Ai Cập, Áo và Hy Lạp đã gửi thư chúc mừng. Trong thư mừng, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio gửi lời chúc mừng nồng nhiệt tới Chủ tịch nước Tô Lâm, bày tỏ tin tưởng việc Chủ tịch nước Tô Lâm, người bạn thân thiết đối với Nhật Bản, được trao trọng trách mới sẽ góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước đồng thời mong muốn cùng chủ tịch nước Tô Lâm đưa quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai nước phát triển lên một tầm cao mới trong thời gian tới. Thủ tướng Kishida Fumio tái khẳng định Việt Nam là đối tác quan trọng của Nhật Bản tại khu vực, mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác với Việt Nam trên trường quốc tế. Về phần mình, tổng thống Cộng hòa Pháp Emmanuel Macron gửi tới chủ tịch nước Tô Lâm lời chúc mừng nồng nhiệt và lời chúc thành công trên cương vị mới của mình. Nhắc lại các định hướng ưu tiên trong quan hệ song phương được thống nhất tại điện đàm cấp cao với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào tháng 10 năm 2023, khẳng định nước Pháp và cá nhân Tổng thống Macron luôn sẵn sàng hợp tác nhằm tăng cường mối quan hệ hữu nghị và tin cậy hai nước trên tất cả các lĩnh vực. Tổng thống Cộng hòa Arab Ai Cập Abdel Fattah Al-Sisi, Tổng thống Cộng hòa Áo Alexander Van der Bellen và Tổng thống Cộng hòa Hy Lạp Katerina Ropolo đã gửi thư chúc mừng Chủ tịch nước Tô Lâm, nhà vua Đan Mạch Frederik X và Chủ tịch Quốc hội Đan Mạch Søren Gade cũng đã gửi thư chúc mừng Chủ tịch nước Tô Lâm và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Nhân dịp Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn được Quốc hội khóa 15 bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng lập pháp Brunei Darussalam Abdul Rahman Taib, Chủ tịch Quốc hội Pháp, Chủ tịch Quốc hội Pháp Yael Brown Pivet và chủ tịch hạ viện romania alfred robert simnis đã gửi thư chúc mừng